nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Kính thưa cộng đoàn, trên trang Công giáo.vn có chia sẻ một thông tin khiến hàng ngàn người Công giáo Việt Nam tiếc nuối, xót xa, kêu cầu các vị chức trách trong giáo hội lắng nghe lúc này. Theo trang báo có chia sẻ, tháp cổ La Vang Huế sắp phá bỏ, hàng ngàn giáo dân Việt Nam yêu mến mẹ La Vang kêu cứu khẩn thiết lúc này. Trong tinh thần hiệp hành từ Đức Thánh Cha Francisco lan tỏa đến các giáo hội địa phương, các vị chủ chăn sẵn sàng lắng nghe tiếng nói của các thành phần dân Chúa và mọi Kitô hữu đều được kêu mời có tiếng nói để góp phần xây dựng giáo hội về mọi mặt. Vì thế, lại một lần nữa, chúng tôi, những người con cái Đức Mẹ La Vang, yêu mến lịch sử linh địa La Vang, gắn bó con tim với ngôi đền và tháp cổ La Vang, xin lên tiếng kêu cứu khẩn thiết. Hồi tháng 5 năm 2022, trong một buổi viếng linh địa La Vang, chúng tôi gặp một vị linh mục có thế giá và hỏi ngài về sự tồn tại của tháp cổ, trùng tu hay phá bỏ, và được câu trả lời rằng chờ đến tháng 10 này, sau khi Hội đồng Giám mục Việt Nam họp xong mới biết. Lúc này, đọc biên bản kết thúc kỳ họp của Hội đồng Giám mục không thể nói gì về tháp cổ, nhưng dâm gian dư luận các linh mục ngoài Huế là sẽ tiến hành đập bỏ trong nay mai thôi, các ngài thở dài với bao tiếc nuối. Năm 2019, trên Facebook Can Lê, chúng tôi đã đến xin đừng phá bỏ, nhưng hãy trùng tu. Ý kiến đó được nhiều người hưởng ứng mạnh mẽ. Giờ đây, xin quý vị yêu mến di tích ngôi đền La Vang, chứng tích đức tin hào hùng của cha ông ta để lại. Hãy lên tiếng, xin gửi ý kiến về Đức Tổng Giám mục Huế, Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Nghệ thuật Thánh. Vì chưng, linh địa La Vang không là của riêng ai, nhưng là của toàn dân Thiên Chúa. Trong đồ án thiết kế kiến trúc trung tâm hành hương thành mẫu La Vang năm 2010, tháp cổ được liệt vào danh sách được bảo tồn như một chứng tích lịch sử, mang thông điệp lòng tin kiên cường của bao thế hệ tín hữu. Ngôi tháp cổ còn giữ lại như một chứng tích của lòng kiên cường. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, bao tàn phá của thời gian và chiến tranh, lòng tin vẫn bền vững, vẫn vươn lên cao cho dù còn mang những dấu vết đổ vỡ như chính Chúa Kitô đã phục sinh mà thương tích vẫn in dấu trên mình. Đảng khác, ngoài giá trị thiêng liêng, vị trí tháp cổ còn tạo nên một dấu nhấn trong quần thể kiến trúc của trung tâm La Vang. Thế nhưng, trong thời gian gần đây, có những vị cấp côi muốn triệt hạ vì cho rằng tháp cổ mang tội che khuất tầm nhìn ngôi đền thờ mới hoành tráng và nghệ thuật. May thay, cho đến nay, tháp vẫn còn đứng yên đó, có thể do có những ý kiến trái chiều từ nhiều chức sắc trong giáo hội cho đến những tín hữu yêu mến mẹ La Vang. Tuy thế, số phận tháp vẫn mong manh vì theo góc nhìn của người giữ đền, tháp đâu đẹp đẽ gì mà giữ cho cam, nghĩa là án tử vẫn còn đó. Do vậy, càng đến gần ngày khánh thành ngôi đền mới, người ta càng lo cho sự tồn tại của tháp cổ. Đức Khâm Sứ Tòa Thánh Leopoldo Ghirelli cũng lấy làm đau buồn khi nghe tin tháp cổ sắp bị phá bỏ. Tháp cổ uy nghi là chứng tích của lịch sử đã được Đức Tổng Ghirelli sánh ví như tháp ngà báu vậy, và ngôi đền đang được xây như đền vàng vậy. Trong kinh cầu Đức Bà, qua lời chào biệt sau thánh lễ khai mạc Đại hội La Vang năm 2017, hôm đó, trước thánh lễ, trong lúc chuẩn bị mặc áo tại rạp che bên dưới tháp, mình đã nói với ngài về chuyện vẫn có tin tháp này sẽ bị đập phá. Ngài lấy làm đau buồn và nói, đập phá thì quá dễ dàng, xây dựng mới khó. Tôi đã nói rồi, nếu tháp này nằm ở Roma thì không ai dám động đến một viên gạch. Mình không ngờ cuối lễ, ngài đã nói, chúng ta đang đứng trước một cây tháp cổ và một ngôi đền thờ đang được xây dựng. Tôi liên tưởng đến hai câu trong kinh cầu Đức Bà. Đức Bà như tháp ngà báu vậy, Đức Bà như đền vàng vậy. Tháp cổ là dấu tích của một quá khứ, của niềm tin, của ký ức. Đền vàng là ngôi đền thờ mà anh chị em đang chung sức để xây dựng đây. Linh mục Anton Nguyễn Trường Thăng, nhà nghiên cứu văn hóa tôn giáo, cha Thăng đã từng đau xót thốt lên khi nghe tin tháp cổ sẽ bị đập bỏ. Nay trung tâm La Vang xây dựng một công trình vĩ đại, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, ai cũng mừng. Nhưng thông tin lọt ra ngoài là nhiều người cấp côi đề nghị đập bỏ di tích còn sót của đền thánh La Vang cũ 1925. Thấy rất bức xúc. Tại sao đập bỏ? Để làm gì? Vì nó che không thấy cái công trình kia. Sau khi thiết kế các vị không tránh nó trước, nó nằm đó 90 năm, chưa phải ở đâu mới tới. Khoảng cách giữa tháp và đền thánh mới cũng khá xa, đâu có gì trở ngại đâu.
Vô lẽ phải phá bỏ một di tích lịch sử vô cùng quý hiếm chỉ vì cái công trình tốn kém trên hay sao? Sao cái chủ rước quảng trường Thánh Phêrô ở Roma không rời đi với lý do che chắn vương cung thánh đường? Xin van lệ cất đấng cấp bậc, hay để nó đứng đó treo gan cùng tuế nguyệt. Nhiều người biết mà không dám la. Tôi liều mạng la lên một tiếng, và nếu trăm ngàn người cùng la, tiếng la vang dội đó may ra khiến ngọn tháp La Vang sẽ tiếp tục đứng vững như một di tích lịch sử quý giá của Giáo hội Việt Nam. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.